Chị mến chào các bạn nhỏ thân yêu. Hôm nay chị mang đến một món quà rất là dễ thương cho các bạn fan của Peppa Pig. Đó chính là bộ đồ chơi Peppa Pig vui chơi tại hội chợ. Bộ đồ chơi này cực kỳ dễ thương và rất là vui. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm bộ đồ chơi này các em nha. Peppa Pig thì là đã được tất cả các em nhỏ rất là yêu thích rồi đúng không? Bộ phim hoạt hình này thì rất là hay, có tính giáo dục rất là cao và Peppa Pig cùng các người bạn rất là thú vị phải không? Rất là vui nữa. Và đầu tiên đó chính là bạn Peppa Pig dễ thương của chúng ta. Peppa Pig mặt đầm đỏ nè, phía trước bụng chính là hình một chú gấu panda. Và đôi mang giày màu đen. Bạn ấy rất là cute ha, đôi tay cũng rất là dễ di chuyển, rất là linh hoạt luôn đó. You so cute. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay cùng đi hội chợ với mình nha. Và đây là em trai của Peppa Pig, bạn Chót nè các em. Trên tay của Chót có một cây kẹo màu đỏ rất là dễ thương ha. Chỉ có thể di chuyển lên và xuống up and down rất là dễ dàng nè ha. Có ai thích ăn kẹo không nè? Rất là dễ thương. Chị xây một vòng Chót cho các em xem nhé. Đu quay, ngồi đu quay là rất hay, xây xây tròn, em như bay. Chị nghĩ trò chơi này thì ai cũng thích rồi ha, nhất là các bạn nhỏ, trò đu quay hình các con thú. Trò này thì có 3 con thú ha, rất là dễ thương. Các em có thích trò chơi này không? Phía trên mái che là có 2 màu đỏ và trắng. Và 3 chú thú này đó chính là khủng long nè, chú ngựa nè, và cuối cùng đó là chú vịt. Rất là dễ thương ha, rất là xoay, các em chơi, các em xoay rất là dễ luôn. Kế tiếp đó chính là trò Perry Wheel, trò dòng xoay. Trò này thì sẽ đưa các em lên cao và hạ xuống, xoay vòng vòng. Các em có thể nhìn ngắm cảnh vật. Trò này thì có 4 màu ha. Đầu tiên đó là màu green, màu xanh lá cây, màu đỏ red, blue xanh nước biển, và màu purple, màu tím ha. Một cái vòng xoay, một cái trò chơi rất là đẹp, đầy đủ màu sắc và có một cái hình ngôi sao trên cái vòng xoay này nữa nè, rất là đẹp ha các em. Và đây là gian hàng trò chơi của gia đình Gấu Trúc. Chị không biết đây là trò chơi gì nữa, nhưng mà ở các hội chợ thì cũng như các em đã biết rồi, có rất là nhiều trò chơi để chúng ta có thể nhận được giải thưởng. Và gian hàng này thì rất là nhiều giải thưởng nha, bánh kẹo, nón, tách và đồ chơi nữa, rất là nhiều ha. Và giải đặc biệt của gian hàng này chính là chú thú nhồi bông Gấu Trúc, rất là bự luôn. Các em thấy có dễ thương không? Bạn Chót của chúng ta rất là thích cái giải thưởng này. Và đây là chiếc cầu tại hội chợ. Chiếc cầu này rất là dễ thương ha. Chiếc cầu này có 4 màu trên thành cầu. Chị nghĩ đây là những cái lá cờ đó. Thường ở các hội chợ chúng ta sẽ thấy họ treo những cái lá cờ rất là màu sắc. Thì chị nghĩ đây là những cái lá cờ ha. Và chiếc cầu này rất là đặc biệt, các em có thể kết nối 2 món trò chơi lại với nhau để mà cho các bạn của Peppa Pig chơi bên trò chơi Merry Go Round và đi qua trò chơi Ferris Wheel. Đây, chị thử cho các em xem nha. Peppa Pig bước từng bước lên cầu nè và đi qua trò chơi vòng xoay. Đó, rất là dễ thương ha. Đây là gương nhà cười. Thì khi mà các em nhìn vào gương á, thì các em sẽ bị biến dạng.
và nhìn rất là mắc cười luôn. Và chị nghĩ các em biết trò chơi này đúng không? Thì chắc chắn ai cũng đã từng tới nhà cười này một lần rồi. Đây nè, chị cho bé ba nhìn vào gương nè. Đó, bé ba bị biến dạng rồi đó. Ha ha. Rất là dễ thương nha. Chị thích đồ chơi này lắm luôn. Hôm nay cả nhà bếp ba sẽ đến hội chợ để vui chơi nha. Ten 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 ten. Chào các bạn, xin chào bếp ba. Bếp ba ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng chơi trò chơi đi nào. Ôi, ở hội chợ này vui quá. Hello WeChat. Hello chó. WeChat ơi, chúng ta hãy cùng chơi trò đu quay nha. Được rồi, mình thích quá. Chơi nào các bạn ơi. Mình chọn ông khủng long nè. Mình rất là thích ông khủng long. Vui quá đi, thích quá đi. Richard, Richard chọn ông ngựa màu đỏ nha. Yeah, Richard thích ngựa. Và bạn Petro Pony, bạn ngựa Petro sẽ cưỡi bạn vịt nhé. Xoay vòng vòng, xoay vòng vòng, vui quá các bạn ơi. Trò này thiệt là vui phải không? Mommy Pig ơi, lại đây xem, nhìn anh mắc cười lắm nè. Ha ha, Daddy Pig, trông anh đúng là mắc cười lắm luôn đó. Wow, vui quá mọi người ơi, Suzy Sheep rất là thích luôn. Và có cả Mommy Pig nữa nè, Mommy Pig cũng rất là thích. Ôi mọi người ơi, sợ quá, cao quá mọi người ơi. Ôi mọi người ơi, tôi có thể nhìn thấy một chú chim từ trên cao nè. Vui quá đi. Peppa Pig của chúng ta đây rồi. Peppa Pig đang rất là thích luôn. Wow, dòng xây này rất là tuyệt. Và cuối cùng chốt đã thắng giải, chú gấu panda khổng lồ rồi các bạn ơi. Bây giờ chốt sẽ mang bạn ấy về nhà nhé. Chốt rất là thích luôn. La 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 la. Cả nhà Peppa Pig hôm nay đã có một buổi vui chơi tại hội chợ rất là thú vị và vui. Và đặc biệt đó chính là chó đã mang được bạn thú nhồi bông gấu trúc về nhà. Và video của chị đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em video tiếp theo nha. Chị chúc cho các em lúc nào cũng học tập thật giỏi và lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc giống như bạn Peppa Pig vậy nhé. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em video tiếp theo. See you again, bye bye.